những tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ. Giàu có và quyền lực thường là thước đo dành cho sự thành công của một con người, cũng là thứ mà nhiều người khao khát. Với những tổng thống Mỹ, quyền lực là thứ chắc chắn họ đang nắm trong tay, nhưng người ta vẫn băn khoăn liệu tài sản của họ có phải là một con số khủng. Donald Trump làm giàu nhờ bất động sản và xây dựng thương hiệu. Donald John Trump sinh ngày 14 tháng 6, 1946 ở New York, Hoa Kỳ, là con thứ tư trong gia đình có 5 người con. Cha của ông là Frederick Christ Fred Trump, một nhà kinh doanh bất động sản. Donald Trump theo học tại Đại học Fordham 2 năm, sau đó nhập học trường kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania, bởi lúc đó Wharton là một trong số ít những trường ở Mỹ có khoa nghiên cứu về bất động sản. Trump tốt nghiệp Wharton năm 1968 với bằng cử nhân kinh tế. Donald Trump từng chia sẻ rằng cha đã cho ông một khoản vay trị giá 1 triệu đô la để bắt đầu sự nghiệp. Không chỉ nhận được sự hỗ trợ tài chính, Donald Trump còn được thừa hưởng khả năng kinh doanh từ cha mình. Dự án lớn đầu tiên của Donald Trump là khách sạn Commodore. Ông đã hợp tác với tập đoàn Hyatt mua khách sạn này vào năm 1976 với giá không được tiết lộ và đổi tên thành Grand Hyatt. Vào thời điểm đó, nhiều tòa nhà ở Manhattan đang đối mặt với việc tịch thu tài sản. Bản thân Commodore cũng mắc khoản nợ 1,5 triệu đô và New York không được coi là điểm nghỉ dưỡng sang trọng như ngày nay. Khoản đầu tư này có thể coi như một thương vụ nhiều rủi ro với một doanh nhân trẻ. Sử dụng các kỹ năng đàm phán của mình, Trump đã thuyết phục thành phố New York cho khách sạn giảm thuế trong 40 năm, nhờ đó tiết kiệm được 160 triệu đô la. Năm 1996, ông bán một nửa khách sạn của mình cho Hyatt với giá 142 triệu đô. Sau đó, ông Trump tiếp tục đầu tư và phát triển các tòa nhà lớn ở New York, bao gồm cả việc mua khách sạn Plaza và tòa nhà cổ của ngân hàng Manhattan. Viên ngọc quý của công ty là tháp Trump cao 58 tầng ở đại lộ số 5, được hoàn thành vào năm 1983. Tòa nhà này cũng là nơi đặt trụ sở của Trump Organization. Donald Trump có thể tự nhận mình là một ông trùm bất động sản, nhưng phần lớn tài sản ròng của ông đến từ giá trị thương hiệu mà ông bắt đầu xây dựng vào những năm 1980. Trump thường xuyên tham gia các cuộc phỏng vấn trên truyền hình và có tiếng nói trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 1988 của Đảng Cộng Hòa. Vào những năm 1980, Trump Organization bắt đầu đẩy nhanh sự nổi tiếng của thương hiệu trên toàn cầu, trả tiền cho các công ty khác để họ sử dụng thương hiệu Trump như Trump Ocean Club, Trump Fine Foods. Năm 1987, khi Donald Trump phát hành cuốn sách The Art of the Deal, nghệ thuật đàm phán, ông còn trở nên nổi tiếng hơn nữa. Năm 2004, chương trình truyền hình thực tế có tên là The Apprentice, người tập sự, lên sóng và ngay lập tức đã đưa danh tiếng của Trump tăng vọt. Mỗi mùa hơn 10 thí sinh sẽ cạnh tranh một vị trí lãnh đạo trong một trong các công ty của Trump. Chương trình này đã giúp ông kiếm được một số tiền không nhỏ. Tháng 6 năm 2015, Trump tuyên bố ứng cử tổng thống nhiệm kỳ 2016 và chiến dịch tranh cử của ông đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông nhiều hơn tất cả các ứng viên Đảng Cộng Hòa khác gộp lại. Ngày 9 tháng 11, 2016, Trump giành chiến thắng trước ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ để trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Khi đó thì ông đã trở thành người cao tuổi nhất và giàu có nhất từ trước đến nay đảm nhiệm chức vụ này. Tài sản của Trump vào thời điểm đó ước tính đạt khoảng 4 tỷ đô. Tuy nhiên, theo Forbes, tài sản của ông tính đến ngày 30 tháng 11, 2020 chỉ còn khoảng 2,5 tỷ đô. John Kennedy, tổng thống giàu nhất nước Mỹ trong một thời gian dài. John Fitzgerald Kennedy sinh ngày 29 tháng 5 năm 1917 tại Massachusetts trong một gia đình Mỹ gốc Ireland giàu có và có truyền thống chính trị. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1940. Trước khi tham gia chính trị, Kennedy từng làm sĩ quan hải quân Mỹ, phục vụ tại chiến trường Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Năm 1952, ông được bầu vào Thượng viện Mỹ. Năm 1960, Kennedy giành được vị trí đại diện cho Đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống và ông đã đánh bại Richard Nixon trong cuộc bầu cử năm ấy. Ở tuổi 43, ông là tổng thống trẻ nhất của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là nguyên thủ đầu tiên của nước này theo Công giáo. Với tài sản đạt khoảng 1 tỷ đô la, theo thời giá hiện tại, khi nhậm chức vào năm 1961, Kennedy từng nắm giữ vị trí tổng thống giàu nhất trong lịch sử Mỹ trong khoảng thời gian dài, đến khi bị Donald Trump vượt qua. Toàn bộ tài sản của John F. Kennedy đến từ thừa kế, cộng thêm một khoản đến từ đầu tư chứng khoán và bất động sản. Cha ông là Joe Kennedy, là một trong những người giàu nhất của nước Mỹ kiếm tiền từ các hoạt động ngân hàng và đầu tư. Ngoài ra,
Vợ của ông, bà Jacqueline Bouvier, cũng sinh ra trong gia đình giàu có và được hưởng một khoản thừa kế lớn từ dầu mỏ. John F. Kennedy đã quyên góp toàn bộ lương của mình cho quỹ từ thiện ngay từ khi còn làm nghị sĩ quốc hội. Ông bị ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại Dallas, bang Texas. Theo báo cáo của Ủy ban Warren được lập nên để điều tra vụ ám sát, tay súng Lee Harvey Oswald đã bắn tổng thống. Tuy vậy, vẫn có những suy đoán rằng cái chết của Kennedy chính là mục tiêu của một âm mưu nào đó. George Washington, sự nghiệp lẫy lừng, gia sản đồ sộ. George Washington sinh ngày 22 tháng 2 năm 1732 tại hạt Westmoreland, Virginia, trong một gia đình làm nghề nông khá giả. Ông bắt đầu làm nghề trắc địa ở tuổi 16, từng giữ chức chuyên viên trắc địa tại hạt Culpeper, Virginia. Năm 1752, ông gia nhập lực lượng dân quân thuộc địa. Trong cuộc chiến tranh chống thổ dân và Pháp, hay còn được biết đến ở châu Âu với tên Chiến tranh 7 năm, Washington nổi tiếng vì sự chiến đấu anh dũng của mình. Sau đó, ông quay lại làm nghề nông tại Mount Vernon, một đồn điền mà người anh trai cùng cha khác mẹ để lại cho ông. Năm 1759, ông kết hôn với Martha Custis, một quả phụ giàu có. Một phần lớn đất đai mà Washington có được là nhờ cuộc hôn nhân với bà Martha Custis. Lúc kết hôn với Washington, bà Custis là một trong những phụ nữ giàu có nhất bang Virginia. Những khu đất mà bà sở hữu đều là những khu đất vàng trị giá hàng triệu đô la ngày nay. Từ một anh lính, Washington trở thành một trong những chúa đất ở Virginia. Năm 1773, ông đã là chủ của 16.000 hecta đất trồng nhiều loại hoa màu, từ thuốc lá tới lúa mạch, thậm chí còn hành nghề xay bột và đánh bắt cá. Năm 1774, Washington là một trong những nhân vật đứng đầu bang Virginia ủng hộ cho sự hợp nhất thuộc địa. Ông đại diện cho Virginia trong cả hai hội nghị quốc hội lục địa lần thứ nhất và thứ hai vào 1774 và 1775. Năm 1787, Washington được bầu làm chủ tịch hội nghị hiến pháp. Tại đây, ông dùng ảnh hưởng to lớn của mình để thuyết phục các bang phê chuẩn bản hiến pháp. Năm 1789, ông được bầu làm tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông qua đời tại Mount Vernon vào ngày 14 tháng 12 năm 1799. Bên cạnh sự nghiệp quân sự chính trị vĩ đại của mình, ông còn nổi tiếng với một gia sản khổng lồ khi làm tổng thống. Trong danh sách tài sản kèm theo bản di chúc, Washington tự định giá chúng, gồm các bất động sản này nằm rải rác ở bang Virginia, thung lũng Ohio, New York cho đến quận Columbia, 35.000 đô la cổ phiếu, trái phiếu và số gia súc ở điền sản Mount Vernon. Tổng giá trị các tài sản này rơi vào khoảng 530.000 đô la Mỹ, một số tiền khủng thời bấy giờ. Nhưng đó là còn chưa kể đến khoản lương đáng ao ước mà Washington được trả cho thời đó. Lương của ông tương đương với 2% ngân sách liên bang năm 1789. Theo tính toán của các sử gia, tổng tài sản của Washington trị giá 780.000 đô la, tương đương với 0,19% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ thời điểm đó. Nếu tính theo GDP của Mỹ năm 2012, tài sản của Washington sẽ vào khoảng 27,2 tỷ đô. Về sau, đất đai của Washington được chuyển sang cho các cháu của ông hoặc con cái của họ. Những bất động sản này dần dần được chia nhỏ theo thời gian. Và ngày nay, nhiều gia đình ở miền Tây Virginia đã sống trên mảnh đất từng thuộc sở hữu của Tổng thống George Washington. Thomas Jefferson, giàu có nhưng cuối đời rơi vào nợ nần. Thomas Jefferson sinh ngày 14 tháng 3 năm 1743 tại bang Virginia. Cha ông là Peter Jefferson, xuất thân từ tầng lớp nông dân nghèo, gắn mình với những trang trại mênh mông. Tuy nhiên, nhờ người mẹ Jane Randolph và họ ngoại thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá nhất xã hội thời bấy giờ, cho nên Jefferson may mắn có được một chỗ đứng vững chắc trong giới quý tộc. Thomas Jefferson học Đại học William and Mary tại Williamsburg. Năm 1762, ông tốt nghiệp xuất sắc và khởi nghiệp bằng những tháng năm làm thư ký luật dưới trướng giáo sư George Wythe. Ngay từ năm 23 tuổi, Jefferson đã trở thành một luật sư tài năng và được trọng vọng bởi với vốn hiểu biết sâu rộng và sự tường tận luật pháp nước nhà, giúp xử thắng khá nhiều vụ kiện âm ỉ thời bấy giờ. Sau 7 năm, Thomas Jefferson rút khỏi ngành luật và trở về với cuộc sống của một quý tộc nông thôn. Tuy nhiên, sự quan tâm đến các vấn đề xã hội của Jefferson không cho phép ông vui sống ẩn dật ở chốn thôn quê lâu dài. Năm 1779, Jefferson được bầu làm thống đốc bang Virginia, giữ chức vụ này cho đến năm 1781. Từ năm 1789, ông là ngoại trưởng Mỹ trong nội các của Tổng thống George Washington.
đến năm 1800, Jefferson đắc cử Tổng thống Mỹ và tiếp tục tái đắc cử nhiệm kỳ sau đó. Về mặt tài sản, Thomas Jefferson được thừa kế 3.000 mẫu đất và nhiều nô lệ. Ngôi nhà của ông nằm trên đồn điền rộng 5.000 mẫu ở bang Virginia, là một trong những kỳ quan kiến trúc của mọi thời đại. Tài sản tương đương 236,8 triệu đô la theo thời giá hiện tại của Jefferson, chủ yếu là thu nhập từ trước khi trở thành tổng thống. Mặc dù phần lớn cuộc đời của Jefferson sống trong giàu sang, nhưng ông lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất khi qua đời. Một phần vì thu nhập từ nông trại không ổn định, một phần vì ông là người tiêu xài phung phí. Theodore Roosevelt, tài sản chủ yếu đến từ thừa kế. Theodore Roosevelt sinh ngày 27 tháng 10 năm 1858, là con trai của một doanh nhân giàu có. Năm 1876, ông theo học tại Đại học Harvard và sau đó là trường luật Columbia. Sau khi rời trường, ông chạy đua giành một ghế trong hội đồng lập pháp tiểu bang New York, đắc cử với tư cách đại diện cho đảng Cộng Hòa và tái đắc cử thêm hai lần nữa, là người đứng đầu phe Cộng Hòa. Năm 1898, Roosevelt đắc cử chức thống đốc New York và đến năm 1900, ông trở thành phó tổng thống dưới thời McKinley. Tháng 9 năm 1901, McKinley bị ám sát và Roosevelt lên làm tổng thống. Ông chính thức đắc cử tổng thống vào năm 1904. Nhiệm kỳ của Roosevelt nổi bật với việc áp dụng những cải cách chống độc quyền nhằm hạn chế quyền hạn của các tập đoàn lớn. Ông cũng là người đã thực hiện đàm phán dẫn đến kết thúc chiến tranh Nga-Nhật, và thành công này giúp ông trở thành người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel Hòa Bình. Chân dung Roosevelt được tạc trên núi Rushmore, một điểm tham quan nổi tiếng của bang South Dakota của Mỹ. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng và giàu có, Theodore Roosevelt thừa kế một quỹ ủy thác giá trị lớn. Song ông không làm gì nhiều để gia tăng khối tài sản của mình và còn bị mất một phần tài sản sau khi nỗ lực đầu tư vào trang trại ở Dakota bị thất bát. Vị Tổng thống Mỹ thứ 26 được xếp ở vị trí thứ 5 với gia sản trị giá 139,7 triệu đô la theo thời giá hiện nay. Khi Roosevelt qua đời vào ngày 6 tháng 7 năm 1919, theo chúc thư của ông, phần lớn gia sản được để lại cho vợ, các con ông chỉ được nhận khoản nhỏ chia đều cho 6 người. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!